Tiểu sử ca sĩ Minh Hằng, sự nghiệp và đời tư của nữ ca sĩ diễn viên đa tài. Được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo, thành công với Một vòng trái đất, Gọi giấc mơ về, Minh Hằng là một nữ nghệ sĩ trẻ thành công nhất. Ngoài vai trò là ca sĩ, diễn viên, Minh Hằng còn thể hiện được tài năng bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực. Cô không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân mình. Chính vì thế mà Minh Hằng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình và trở thành mỹ nhân vạn người mê của showbiz Việt. Minh Hằng, tên đầy đủ là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh năm 1987. Cô là ca sĩ, diễn viên, giám khảo, huấn luyện viên, nhà sản xuất phim. Minh Hằng từng là cái tên đầy triển vọng trong showbiz Việt, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Với tính tình mạnh mẽ, cứng rắn và không ngừng phấn đấu, Minh Hằng đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài nhan sắc của cô cũng được đánh giá là xinh đẹp, quyến rũ không kém cạnh các mỹ nhân khác. Bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 16 tuổi, tham gia đóng phim, làm người mẫu, đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng, được mời làm huấn luyện viên, giám khảo cho nhiều chương trình game show, đồng thời còn là đạo diễn phim. Minh Hằng được khán giả yêu mến không chỉ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, giọng ca ngọt ngào mà còn ở tinh thần trẻ, năng động, sống hết mình cho công việc. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, cô đã dần hoàn thiện mình và để lại những dấu ấn nhất định trong nhiều lĩnh vực, chương trình của mình tham gia. Bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 16 tuổi khi còn là học sinh cấp 3, khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của mình, cô tham gia vào nhóm Pha Lê, sau đó là Ti Amo. Tuy nhiên thì không tạo được tiếng vang lớn cho đến khi cô hát riêng và đầu quân cho công ty cổ phần giải trí Thiên Thi. Album Một vòng trái đất của Minh Hằng được đông đảo khán giả yêu mến, sản phẩm đạt được kỷ lục mới của nền âm nhạc trẻ ở thời điểm đó. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Minh Hằng cũng bén duyên với nghiệp diễn khi hoạt động và ca hát với nhóm Pha Lê. Một lần tình cờ, chỉ với một câu thoại, cô đã được đảm nhận vai chính trong phim Gió Thiên Đường, dù không qua trường lớp đào tạo nào. Đây xem là mở đầu cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Thành công nối tiếp thành công, Minh Hằng đã khẳng định với khán giả tài năng thật sự của mình với nhiều bộ phim đình đám. Với nhân vật Phụng trong phim Gọi giấc mơ về, cô vinh dự đạt giải nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm. Phim Nụ hôn thần chết được đánh giá là doanh thu ngất ngưỡng chỉ sau 15 ngày công chiếu. Những ai yêu bộ phim Hàng nhí nhảnh đáng yêu chắc không thể nào quên phim Ngôi nhà hạnh phúc. Khán giả có thể thấy được Minh Hằng lớn lên trong từng vai diễn với loại tính cách nhân vật khác nhau. Ngoài những thành công trên con đường âm nhạc và diễn xuất, Minh Hằng còn là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Cuối năm 2018, cô tham gia The Face Việt Nam với vai trò là huấn luyện viên. Thật không hổ danh là nữ hoàng quảng cáo. Sự thể hiện ở chương trình của Minh Hằng cho thấy được khả năng nghề nghiệp cũng như sự thông minh của mình. Đặc biệt, Minh Hằng còn xuất hiện trong Chạy đi chờ chi ở tập 2 với vai trò là công chúa. Sự xuất hiện của cô và kiều nữ làng hài Nam Thư khiến cho fan và các đội chơi vô cùng thích thú với trang phục công chúa lộng lẫy. Minh Hằng và Nam Thư đã giúp cho cuộc thi thêm thú vị, tràn ngập tiếng cười. Trong các tập tiếp theo, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Minh Hằng là cô gái có cá tính độc lập với câu thần chú không gì là không thể làm được đã giúp cho cô có được mọi thứ. Còn trong chuyện tình cảm thì sao? Chúng ta đều biết mối tình đầu của cô là Tim và hiện tại cô đang quen một doanh nhân. Theo chia sẻ, đây là một người luôn đứng sau ủng hộ cô. Cô cảm thấy là chính mình khi được ở bên cạnh anh ấy. Những scandal của Minh Hằng. Là một nhân vật nổi tiếng được nhiều người yêu quý, Minh Hằng cũng không tránh những sự cố đáng tiếc. Sự cố đầu tiên là lộ ảnh nóng vào tháng 4 năm 2009. Sau đó cô chính thức xác nhận đây là sự cố do cô bị mất hai máy ảnh, một laptop. Sự việc diễn biến khá nghiêm trọng, công an đã vào cuộc và bắt được hung thủ thực sự. Trong những scandal ảnh hưởng đến hình tượng ngây thơ trong sáng của Minh Hằng trong các bộ phim chính là việc mặc trang phục trong chương trình Đêm Mỹ Nhân vào ngày 14 tháng 8 năm 2011 tại Quảng Bình để quyên góp từ thiện.
Trang phục của cô được cho là phản cảm, không phù hợp với chương trình. Vụ việc này khiến cho dư luận lên án gay gắt, nhiều cấp lãnh đạo lên tiếng. Qua vụ việc này, Minh Hằng có lên tiếng xin lỗi và vì sự bất cẩn, nhưng cô khẳng định mình có mặc đồ da bên trong. Trong những lần gần đây, sự cố trên sàn diễn runway tại Việt Nam International Fashion Week tối ngày 13 tháng 4 đã khiến cho Minh Hằng trở thành tâm điểm chế giễu của khắp cộng đồng mạng với bất chấp lý do. Sau một ngày im lặng, Minh Hằng đã có những phản hồi chính thức trên trang cá nhân của mình. Cô cho biết do sàn trơn, nhiều người mẫu chuyên nghiệp cũng bị ngã. Cô cũng được Minh Tú cảnh báo trước khi đi diễn, nhưng cô muốn thực hiện tiết mục gây ấn tượng nên đã chuẩn bị kỹ trước đó, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Dù trở thành tâm điểm của sự giễu cợt, nhưng vẫn rất nhiều anh chị em ủng hộ cho Minh Hằng. Qua vụ việc trên, ta nhận ra một Minh Hằng trẻ, năng động, luôn hoàn thiện và khẳng định bản thân. Dù có thất bại, cô cũng dũng cảm đương đầu và tìm phương án để giải quyết tốt nhất.